Thưa quý vị, tại Hưng Yên có nhiều cụ từ 90 đến trên 100 tuổi nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai, minh mẫn. Họ là những báu vật sống của mỗi địa phương, gia đình, dòng họ. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số bậc cao niên tại thành phố Hưng Yên để nghe các cụ chia sẻ bí quyết sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Phóng sự thực hiện nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Cụ Đãn ở thôn 3 xã Quảng Châu, năm nay 106 tuổi, song vẫn rất minh mẫn. Cụ chia sẻ sinh ra và lớn lên ở vùng đất bãi nông nghiệp. Cụ vất vả từ nhỏ, làm việc cả ngày mới đủ ăn, đủ mặc và lo cho gia đình. Song nhờ luôn lao động, rèn luyện từ khi còn trẻ đến nay, sức khỏe vẫn dẻo dai, không mấy khi ốm đau, bệnh tật. Tôi vẫn đi, nhà mình dọn đi chặt cái củi hay quét cái sân. Rượu thì không uống, nếu uống ở trong đấy, vì uống rượu vào nó say. Thường ngày thì cụ vẫn sinh hoạt bình thường. Trong đó là cụ còn giúp cho gia đình tôi là ví dụ như chẳng hạn là quét sân, quét nhà. Rồi chẳng hạn như con cháu có tỉa cây ở đó thì cụ cứ ở nhà tỉa, rồi thậm chí là coi như là hái rau, hái dưa hay hoặc là trồng trọt cái gì là cụ việc nhẹ cụ vẫn làm được. Trong đợt bão lũ hồi tháng 9 vừa qua, địa bàn xã Quảng Châu bị ngập lụt khá nghiêm trọng. Nhờ thường xuyên luyện tập, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe nên cụ Vị 95 tuổi ở thôn 1 không những không cần đến sự trợ giúp mà chính cụ đã trực tiếp đến các gia đình trong xóm thông báo và dặn dò việc trông chừng các cháu nhỏ. Sự gương mẫu nhiệt tình, trách nhiệm và nhanh nhẹn của cụ Vị phần nào đã giúp bà con kịp thời chống lũ thành công, an toàn. Vào tôi đi các nhà tôi gọi là nước là tràn ở chỗ ngõ qua kìa đây. Có thể từ giờ đến tối là nó sẽ vào các gia đình có cái gì thì phải kê cao đây. Là một, thứ hai nữa là phải trông các cháu, con cái không nó thích nước, nó thích nó ra là xảy ra tai nạn. Đấy, hôm đó lại mưa. Nhưng mà tôi nghĩ đây là trách nhiệm. Con sức không làm được cái to thì làm cái nhỏ. Đấy, tôi nghĩ như thế thôi mà làm. Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên hiện có hơn 40 cụ từ 90 tuổi trở lên, trong đó có 5 cụ tuổi đời từ 100 tuổi trở lên. Sinh hoạt hàng ngày thì đều được các cụ tự làm được. Thế nên là cái việc hỗ trợ mà chăm sóc cho các cụ thì nó chỉ là lúc đêm hôm và lúc các cụ cháy nắng dở dời, ví dụ ốm đau thì con cháu phải tập trung. Thế còn hàng ngày thì cũng chỉ đến là động viên tinh thần cụ thôi. Các cụ có cái tinh thần nó thoải mái rồi thì cái sức khỏe của cụ nó cũng đảm bảo. Tại xã Liên Phương, có cụ Lợi, 95 tuổi, vẫn duy trì sở thích đọc sách báo nghe đài hàng ngày. 4/4/1967. Không chỉ tự chăm sóc được bản thân, cụ vẫn thường xuyên phụ giúp con cháu quét dọn nhà cửa, làm những việc nhẹ nhàng để tăng khả năng vận động. Đọc sách này, cái nghe đài này, để mình hiểu được, ngoài là mình hiểu được cái tình hình xã hội. Cái thứ hai nữa là cũng luyện cho cái suy nghĩ của con người này, nó minh mẫn đi. Phải đi mà phải vận động, nhưng vận động không những vận động mà người ta gọi là thể dục đấy. Cuộc sống đổi thay đầy đủ hơn nhiều lần trước kia. Song có một điểm chung ở các cụ cao niên, trường thọ là giữ thói quen sinh hoạt đều đặn như đi bộ, vận động nhẹ nhàng, ăn những món ăn đơn giản, giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, hòa nhã với mọi người xung quanh.